bạn đang nghe chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Người ta thường nói, cái gì quá cũng không tốt. Còn trong sách truyền đạo có một câu nói rằng, đừng tỏ ra quá công chính. Công chính là tốt, thì tại sao lại không được quá? Phải chăng Chúa chỉ muốn công chính vừa đủ? Hay câu kinh thánh này còn có ý gì khác? Hôm nay, ngày 15 tháng 9 năm 2022, chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày thân mời quý tín giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Laurie D. Augustine qua chủ đề Công chính thái quá. Nguyện ai đang theo sau chúng ta nhìn vào đời sống tín trung. Nguyện đời ta luôn như đuốc soi dẫn bao người sau. Điệp khúc của bài hát ấy thật sự đánh động lòng tôi rất nhiều. Tôi nhớ mình đã lẩm nhẩm những lời đó trong buổi nhóm cầu nguyện hàng ngày ở trường Kinh Thánh. Được che chở bởi áo giáp của sự công chính, chúng tôi cho rằng mình chính là một tiểu đoàn lính trẻ được trang bị đầy đủ để trở thành những Billy Graham thế hệ tiếp theo. Nhưng đó có phải là lòng công chính thực sự không? Phải thừa nhận rằng đôi khi tôi tự hỏi mình như vậy. Bạn có biết câu kinh thánh trong truyền đạo chương 7 câu 16 chép: đừng tỏ ra quá công chính, cũng đừng tỏ ra quá khôn ngoan, sao lại hủy hoại chính mình? Quá công chính có nghĩa là gì? Theo kinh thánh, công chính thực sự chỉ được bày tỏ qua Đức Thánh Linh. Nếu không, mọi thứ đều như miếng dẻ bẩn thỉu. Ê-sai chương 64 câu 6. Sự công chính của Đức Chúa Trời được ban cho chúng ta vào thời điểm cứu rỗi. Sau đó, mọi sự công chính chúng ta thể hiện không phải đến từ chúng ta, mà là từ Đức Thánh Linh. George Whitefield là một trong những nhà truyền giáo phúc âm vĩ đại của thời kỳ khai sáng đã nói: gió thổi đến nơi nó muốn và chúng ta nghe âm thanh của nó, nhưng không biết nó đến khi nào, cũng không biết nó sẽ đi đâu. Thật vậy, nếu Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trên linh hồn của chúng ta như gió trên thân thể chúng ta, thì hỡi các anh chị em thân yêu của tôi, anh chị em vẫn chưa thực sự biết Ngài. Tôn giáo không phải là hành động bề ngoài, đức tin phải thực sự sống động trong lòng. Nếu không thì đó cũng chỉ là một cái danh trống rỗng. Nhiều khi chúng ta nỗ lực vì Đấng Christ qua những hành động bề ngoài. Chúng ta bận rộn với công việc nước trời, ngoài mặt chúng ta luôn tươi cười, nhưng trong lòng thì mệt mỏi vô cùng. Bạn biết đấy, chúng ta dậy sớm để cầu nguyện tại nhà thờ, ngay sau đó lại chạy đi thăm một tín đồ đang nằm viện. Chúng ta khó có thể theo kịp nhịp sống cơ đốc này. Nếu không tìm cách để cải thiện điều này, sẽ đến lượt bạn bè đến thăm chúng ta trong bệnh viện. Sự thật là mọi công khó của chúng ta đều hóa ra vô ích. Việc tỏ ra quá công chính như vậy sẽ hủy hoại chúng ta, và có lẽ là cả những người xung quanh chúng ta. Giữa những công việc chúng ta làm cho Chúa, mong muốn được phục vụ Ngài lớn đến nỗi cản trở không cho chúng ta nghe thấy tiếng Ngài, có thể chúng ta đã xây dựng những bức tường tự mãn kiên cố đến mức khó có thể nhìn thấy thảm họa sắp xảy ra. Chúng ta cần dừng lại. Chúng ta không phải là cứu tinh của thế giới này. Chúng ta phải dừng lại sự tự hào thái quá của bản thân và phô trương sự công chính của mình. Chúng ta không cần phải phấn đấu và đấu tranh nữa. Chúa Giê-xu đến vì những người như bạn và tôi. Khi Chúa Giê-xu đến với thế gian này, hành động của Ngài dường như không đúng đắn đối với văn hóa tôn giáo thời đó. Ngài phá luật ngày Sa-bát. Ngài tuyên bố mình ngang hàng với Đức Chúa Trời, dành nhiều thời gian cho những người tội lỗi và kêu gọi những người theo Ngài đừng cầu nguyện công khai như kẻ đạo đức giả. Có lẽ chúng ta nên noi gương Ngài. Chính Ngài là hiện thân của lẽ thật, nhưng lại không hề cố gắng tuân theo luật pháp cách thái quá. Ngài luôn hết lòng làm công việc của cha Ngài, bất kể lớn hay nhỏ, và không bao giờ muốn làm rạng danh chính mình hay cố gắng để trông giống bất kỳ người nào khác dưới trời. Đức Chúa Giê-xu nói với họ: lương thực của ta là làm theo ý muốn của Đấng đã sai ta và hoàn tất công việc của Ngài. Giăng chương 4 câu 34. Hãy mặc lấy sự công chính thật là chính Chúa, chứ đừng cố tỏ ra quá công chính theo nỗ lực cá nhân của mình. Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện. Xin Chúa giúp con không kiêu ngạo và khoe khoang về sự công chính của mình, vì tất cả đều đến từ Đức Thánh Linh, chứ không phải từ những việc làm của con. Xin Chúa giúp con biết sống quân bình, noi gương Chúa Giê-xu, để mọi điều con làm đều vì mục đích làm vinh danh Chúa, chứ không phải chính bản thân con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.
quý tín giả thân mến, nếu bạn nghĩ rằng mình đang đau khổ vì cố tỏ ra công chính thái quá, tôi mong bạn hãy ăn năn và nhận biết rằng linh hồn bạn đang mòn mỏi. Hãy ở riêng với Chúa lúc này và mở lòng đón nhận ý muốn Ngài. Bạn sẽ thấy rằng những bí mật để phát triển vương quốc Đức Chúa Trời luôn ở ngay trước mắt mình. Khi hạ mình, bạn sẽ nhận ra rằng những điều nhỏ bé nhất, thấp hèn nhất lại là những điều lớn nhất. Người cuối cùng sẽ trở thành người đầu tiên trong vương quốc vĩ đại của Đức Chúa Trời. Năm xưa khi tôi sống xa Giê-xu, cô đơn ô lo buồn chán trường, miệt mài truy hoan đêm dài, cuộc đời chẳng ý nghĩa gì, tìm đâu ra ánh sáng dắt lối tôi về. Nhưng Giê-xu yêu dẫn tôi trở về, trao trong tay tôi hồng ân ngài, niềm vui hân hoan trong lòng, bình an của Chúa Giê-xu. Tại thập giá Giê-xu đã chết vì tôi, nay tôi vui nghe tiếng Giê-xu rồi. Ôi con yêu ơi, ta vẫn chờ, dù cho đêm đen bao trùm vùi đời con trong biển tôi, lòng ta yêu thương con cho đến muôn đời. Trong tay Giê-xu ấm êm an bình, ban ơn chăm nom con mỗi ngày. Dù đôi nơi rung chuyển dài, lòng khoan nhân ta chẳng rời. Ngài là cứu Chúa luôn thương xót đa phán. Thật vui thay khi có Chúa Giê-xu, Ngài đưa dẫn tôi suốt trong lối đi giữa nơi khô hạn. Bình an Ngài ban cho thêm năng lực và vững chí hơn, được Ngài yêu thương sâu sắc thắm tươi như suối nước luôn chảy xiết đêm ngày, chẳng bao giờ khô. Ngài
ban cho thêm năng lượng và vững chí hơn, được Ngài yêu thương sâu sắc thắm tươi như suối nước luôn chảy xiết đêm ngày, chẳng bao giờ khó khăn mà thêm phong phú hơn từng ngày. Quý thính giả thân mến, giữa biết bao bận rộn lo toan của cuộc sống, chúng ta cần lắm những giờ phút yên tĩnh ngọt ngào đến bên Chúa, lắng nghe lời Ngài dạy dỗ, tương giao với Ngài và cất tiếng hát ngợi khen thờ phượng Ngài. Vì Ngài là vua của muôn vua, Chúa của muôn Chúa, là thầy, là cha và là bạn, là đấng xứng đáng cho chúng ta thờ phượng. Cảm tạ Chúa, trong tháng qua, ban biên tập đã nhận được rất nhiều lời chia sẻ và góp ý chân tình của quý vị gửi về cho chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày. Chúng tôi xin ghi nhận mọi đóng góp ý kiến của quý vị và trân quý tấm lòng của quý vị dành cho chương trình. Cảm ơn một thính giả đã gửi lời chia sẻ đầy khích lệ cho chương trình như sau. Cảm ơn một vụ quanh quay đem đến chương trình đầy phước hạnh này. Cảm ơn Chúa bảo vệ và dạy con lời Chúa, nương náu dưới bóng cánh Chúa thật bình an. Nguyện lời Chúa qua chương trình Tỉnh Nguyện Hằng Ngày sẽ an ủi, nâng đỡ, khích lệ từng đời sống chúng ta để càng thêm lên lòng yêu mến Chúa và sống cho Ngài. Chúng tôi mong ước quý vị luôn nhớ đến chúng tôi trong sự cầu thay để Chúa ban ơn cho chương trình Tỉnh Nguyện Hằng Ngày tiếp tục được phát triển trong những ngày tháng sắp tới. Nếu quý vị được cảm động muốn chia sẻ và góp phần dâng hiến cho chương trình, xin vui lòng gửi email về địa chỉ chia sẻ amoconeway.vn hoặc gọi trực tiếp đến hotline 0896 164 199. Đừng quên bấm theo dõi kênh và chia sẻ chương trình này cho bạn bè và người thân quý vị nhé. Nguyện Chúa ban cho quý vị một ngày phước hạnh. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.